Rồi, chào anh em ha. Chung chiều nay ngày 6 tháng 11 năm 2024 thì em có soạn ra được một số con máy nha. Máy bên này thì máy này gọi là đã mồi săn nổ rồi nghe anh em. Máy chưa dọn nha. Mình về mình biết giống như vệ sinh đùm thân con. Rồi thôi mình muốn mua cho rẻ thì mình mua về đó rồi mình mướn thợ. Bên kia thì dọn dẹp vệ sinh lên thì nó rẻ hơn nha. Còn như bên em thì làm thì thợ thầy bên em làm không kịp. Thì em quay máy để em bao hơi lửa cho mình nha. Máy chưa dọn nha anh em. Thì chung máy thì thôi để em quay chi tiết rồi anh em mình tham khảo ha. Thì cái lô đầu tiên thì trong nay bữa nay em quay thì nó khoảng hơn chục lô. Em phân lô nhỏ nhỏ cho mình sử dụng ha. Anh em cô chú anh chị nào đó cần xài đó, chung xài rồi mình về về em biết vệ sinh rồi cái mình vệ sinh rồi xài cho nó rẻ ha cô chú anh chị. Thì cái lô đầu tiên thì em lên cho mình đó là hai con Magu, Magu 26 nha. Con này là Magu 26 nè. Tình trạng thì nó áo yếm thì nó xấu, hơi thì ok nha. Lại qua kéo hơi giùm chú lại. Máy thì em đã mồi săn nổ rồi. Còn con cái em để em kéo hơi cho cô chú anh chị mình cảm nhận cái ha. Con này á, là con Magu 261 sắc lớn nha cô chú anh chị, chạy mạnh cực kỳ nha. Con này thì 260 là Magu, bít tông là 34 ly. Rồi con kéo hơi con này cho cô chú anh chị mình xem nè. À, nó chạy luôn đó nha, còn xăng đó. Rồi con bên đây cũng vậy đó. Chạy luôn đó nha. Con này thì chung là có sao bắn dậy đi. Thì tay lái này nè, tay lái bên này thì nó hơi cong nghe cô chú anh chị. Con này thì nó mất nắp e. Thì cái lô này á, thì cái lô đầu tiên thì em tính cho mình là một con là 1,2 triệu ha. 1,2 triệu, hai con là 2,4 triệu ha. Máy là chưa bao gồm phí ship nghe cô chú anh chị. Nói chung phí ship thì cũng có mấy chục ngàn à. Là lô đầu tiên. Lô số 1, 2,4 triệu, Magu 26. Rồi kế tiếp là lô Magu này là cũng hai con đó, Magu 26 đó nghe cô chú anh chị. À, máy đẹp nè, nhìn tươi tươi gối luôn nè, mình săn trắng nõn nè, về rửa ra ha, máy rửa ra đẹp ha. Rồi kéo hơi cho cô chú anh chị mình xem nè, hơi là cực. À, còn săn chạy luôn ha. Rồi con này nói chung thì nó hết săn rồi, bô là trắng nõn ha, bô nè. Rồi con này là lô này, lô số 2. Cái này là 1,250 một con ha, hai con là 2,5 triệu ha. Này thì bên này thì nó thiếu tay lái này. Rồi thiếu tay lái em bỏ tay lái vô cho mình nha. Thôi bây giờ vậy đi, thiếu e thì mình về bỏ vô giùm mẹ giúp em ha. Có thì em bỏ vô, tay lái thì em bỏ vô cho mình, chén kẹp đầu cùi em bao đủ cho mình ha. Rồi lô số 3. Lô này là TG 25 nghe cô chú anh chị. Lô này thì có 3 con xanh đỏ đỏ. Máy thì nguyên ghim nguyên mộc, bên này là chưa rửa, chưa vệ sinh, chưa lau qua dầu nghe cô chú anh chị. Tay lái thì ok. Có dưới kia có gần láp nó hơi bị cong dưới kìa. Mình về mình nắng lại giúp em nha. Nó cong nhẹ à. Rồi, rồi con kéo hơi cho cô chú anh chị mình xem nè. Hơi thì ok nha. À, nó còn được miếng xăng nó còn chạy luôn đó. Tại nãy mồi xăng vô. Con này thì tình trạng nó bị cấn nhẹ chỗ này nghe cô chú anh chị. À, cấn miếng bô đây đó nè. Rồi kéo hơi chờ. À, là nó còn săn chạy nữa ha. Rồi lô này là 900 ngàn một con. À, lô được có 3 con. Lô này là 2,7 triệu ha. Rồi mình tiếp tục là lô số 4. Lô số 4 này là lô Shindawa 230 nghe cô chú anh chị. 230 đời đời cao ha. Tay lái thấp. Bên đó là tay lái thấp nè, máy này tay lái thấp nè, còn này thì nó không có tay lái luôn. Rồi kéo hơi cho cô chú anh chị mình xem này. Rồi con này đó, nói chung còn được chút xíu xăng là nó muốn chạy đó. Chung máy này nãy em đã kiểm tra mồi xăng đồ nổ ok chưa nha. Thì lô này á, là lô số 4. Một con là 880 ngàn, hai con là lô này là 1,760 ngàn nghe cô chú anh chị. Shindawa 230 đời cao.
Rồi, con này một cái con hậu giang, nói cho vui thôi chứ con này là máy là 34 ly HKGBC 2006, dung tích xy lanh là 25,4 cc nghe cô chú anh chị. Con này là 34 ly, con này là ta kêu bằng Trung Quốc xuất Nhật nghe cô chú anh chị. Mấy con này là chạy cho bò lắm nè, máy thì còn đẹp lắm nha. Ốc é thì để bãi thì nó hơi bị xét, ta lái thì bóp mà nó gãy cái mỏ rồi cô chú anh chị, gãy mỏ bóp này. Cần nói ha, cần nói mình nói ra được nè, để gắn vô mấy cái vấn đề gọi là tỉa cành đâu đó nè. Lắp nói chỗ này nè, nó mới chát còn lưỡi đó luôn kìa. Rồi con kéo hơi cho cô chú chuyện xem này đó. Rồi con này là lô này là lô số 5, con này là 800.000 ha, 800.000. Rồi tiếp tục là cái lô Komitsu. Komitsu thì dòng này gọi là cơm là đỉnh ha cô chú anh chị, mạnh hơn Mitsubishi nữa. Con này là BC 2003, bên đây là BC 2006 261 nè. Tình trạng thì còn nguyên thủy nguyên mộc ha, đây nè, sình đất bụi gì dính tùm lum chưa, vậy mình vệ sinh đồ ra nha. Bên đây một cái là bên đây là tum nhôm nè, bên đây là tum nhựa nè, hai cái đều là tay lái thấp ha. Đầu gùi chén kẹp thì em bao lăng em cho mình ha, rồi đầy đủ chén kẹp cho mình ha. Thì nếu ta lái có sao thì em để vậy nha. Rồi kéo hơi vô của chú anh chị xem. Rồi kéo hơi chung mà máy nãy có màu xăng rồi nghe của chú anh chị. Thì cái lô này là lô số 6, cái con này con 2003 này là giá là khoảng 1,3 triệu, con này là 1,7 triệu. Thì chung là hai con đi, em đi cặp thì em bán cho mình là cặp này 3 triệu ha. À, lô số 6 3 triệu. Rồi em lên tiếp cho mình lô số 7 ha. Lô số 7 là một con Tanaka chân trống 2003 bồ trắng con trống. Rồi con bên đây là con Shingu 2500, mà đời này cũng là gọi là Tanaka chứ nha. Con này hai kim nè, con đó thì một kim, một em thì ta lái cao, một em ta lái thấp. Rồi giật hơi cho cô chú anh chị mình xem này. Này bên này trả lời hay cô chú anh chị đó, còn miếng xăng nó muốn chạy luôn. Rồi cái lô này là lô số 7, lô số 7 này em bán đồng giá cho mình đó là một con là 950.000, rồi hai con là 1,9 triệu ha cô chú anh chị. Rồi cô chú anh chị nào mua ủng hộ em ha, thì mua thì ủng hộ em qua số điện thoại nha, 0934567095 nghe cô chú anh chị. Thì số đó là em xài Zalo, thì điện cho em luôn cũng được đó, đó là em xài số đó đó. Rồi em lên tiếp cho mình là lô số 8 nha. Lô số 8 là 750.000 một con. Rồi em lên cho mình đó là hai con Tanaka, một cái là Tanaka Forward, một cái là Tanaka Ta gì nè, 24. Thằng này thì nó nằm tầm cỡ 32-33 ly vậy cô chú anh chị. Thì con này tình trạng là chung mà lưỡi tròn em gỡ bỏ ra đi nha, mấy cái lưỡi tròn nó cũng hư chưa. Rồi giờ như vậy đóng hàng. Một con thì nói chung là hai con là hư ta lái chưa cô chú anh chị, bỏ qua vô ta lái đi. Thì đây nè, chung hai con này á mình sang hệ một kim chứ nghe cô chú anh chị, để tiết kiệm xăng ha. Con này là em tính cho mình một con là 750.000. Rồi lô này là 1,5 triệu ha. Kéo hơi cái đó, nó cũng sao nó vuông chẳng đó. Rồi lô số 8 750.000 một con, hai con 1,5 triệu. Rồi em lên tiếp cho mình đó là hai con giống như nó là ít tin đó, ít tin nhưng mà nó là tem Honda nha. Này Honda nè, UMK23 nè, em quay mở hình cho mình xem nha. Này Honda nè, mà con này là con 26 nha, 26cc, con này là 23cc, con nào cũng tung gợi nha. Tình trạng thì cái con 26 á, cái con 26 này thì
bình xăng chứa nó bị bể rồi nghe cô chú anh chị, mất cấp xăng luôn, về mua bình xăng bỏ vô ha. Đây nè, về mua bình xăng bỏ vô, bình xăng chứa bị bể nè. Tay lái thì còn đủ, tay lái thì tay lái cao, còn cái con 23 thì tay nó không có tay lái nha, tay lái thấp nha. Con này thì một cặp này là lô này lô hiếu chính, một cặp này là em bán cho mình là giá là 2.050.000 nha. Nè, 2.050.000 rồi kéo hơi vậy. Hơi phật phật luôn ha, về giúp xúc rửa bình xăng nào kia là ok là chạy à. Rồi em lên tiếp cho mình là cái lô số 10. Đây là một con Mitsubishi TL261 nha, TL261 nha. Tình trạng thì áo yếm rồi này kia là nó còn dính sình dính nhớt nha, từ lưa hộp dưới cho nha. Này con máy này rửa ra đẹp lắm nè. Nè nè nè, đẹp, quét thử. Chứ kiếm chú đồ lao thôi à. Thế nhiều khi cái sình nhớt cái đầu cô chú anh chị nói ừ máy em sao xấu dơ quá. Xấu quá. Chùi ra không được, này nó dính quá dính. Cái này mình chùi cũng đâu ra. Đây nè, mình nó dính quá dính này, thấy nó khác liền nghe cô chú anh chị, nó còn dính bụi đó nghe, quay cận cảnh cho mình luôn đó nghe. Nè, bô còn ngon lành ha, bình xăng hệ hai kim ha, tay lái thì đầy đủ, chén kẹp đầy đủ cho mình luôn ha. Rồi con kéo hơi thôi, à, muốn chạy luôn ha. Rồi cái lô số 10 chỉ một con thôi, nó là 1.800.000 nghe cô chú anh chị. Con Mitsubishi TL261 1.800.000 bao hơi lửa cho mình nha. Rồi sẵn có con này em quay luôn nè. Em có con TD33 nghe. Con này 37 ly nghe cô chú anh chị. Con này hồi sáng em đấu lửa rồi, về vệ sinh dùm xăng con là chạy à. Nè em đấu lửa rồi nha, mà không có thời gian làm. Nè TD33 nè, đấu lửa rồi. Có một cái quay qua lại coi bình xăng này nó thấy nó hơi gạn rồi, thấy nó hơi gạn rồi em không có thời gian làm nữa ha, để bán ra cho anh em mình ở nhà mình làm ha. TD33 bình xăng trên, tình trạng thì tay lái này là cần lắp xay ha. Tay lái thì bây giờ tay lái này nó bị cong ha, với đầu cùi đó thì nó mất đầu cùi à. Thì con này giống như em bán sát cho mình ha. Bán đầu máy giống như ấy gì đó, bán người máy tặng gần lắp rồi bán cho mình 1.000.000 ha. Mình coi lô này là số 11 đi, TD33 1.000.000 để sang trên nghe cô chú anh chị. Rồi em có một con ngoài này nữa là cho em yêu khoa học nè, chung cô chú anh chị nào anh em nào mình về mình ấy thì mình làm con này giật là hơi cổ ok nha, máy còn mới chát luôn nội mẹ ơi. Em coi thử đây. Đây. Con này là Kawasaki. Bô ngược bên đây nghe cô chú anh chị. Bình xăng nằm bên đây. Nó vậy nè. Có sao phải vậy ơi. Thôi là em giật ok nha. Rồi đó là bán về cho anh em yêu khoa học. Con này thì không có bao bị gì đâu nghe anh em. Con này bán 300 ha. 300 về cho mình yêu khoa học. Cái bù còn mít chát nè, dính sình dính đất dính cát gì không. Máy này ít xài mà nghe, mới chát à. Em thì ít có sửa mấy dòng này, không có sửa. Ai biết làm mấy này thì mua về làm ha. Em yêu khoa học ha. Đầu cụ còn nguyên ha, nó còn cổ cước quốc cỏ cho mình luôn cả. Rồi để em quay lại sơ lại cái cho mình xem cái em nghe cô chú anh chị. Rồi lô số 1 là hai con Mergu là 2.4 ha. Rồi lô số 2 nè, lô số 2 cũng hai con Mergu nè, lô này 2.5. Rồi lô này là lô số 3, ba con TG 25, 24, 25, ba con là 2.7 ha. Rồi lô số 4. Lô số 4 là hai con. Hai con là 1.760.000 ha.
Rồi lô số 5 này là 800 ngàn một con ha. Chỉ một con duy nhất 800 ngàn. Rồi lô số 6. Lô số 6 này thì hai con. Này 3 triệu ha. Hai con cô Bích Xu. 2003, 2006. Rồi lô số 7 là hai con. Một con Tanaka với một con Singu ha. Tanaka 2003, Singu 2005. Cặp này là 1 triệu 9 ha. Rồi lô số 8. Lô số 8 thì hai con Tanaka ha. 750 ngàn một con. Rồi một cặp này là 1 triệu rưỡi. Rồi lô này là có hai con. Hai con này là ít tin mà tem Honda đó. Rồi cặp này là một con 23, một con 26. Cặp này là 2.050.000 nha. Rồi lô số 10. Lô số 10 là Mitsu TL 261. Rồi lô số 10 con này là 1.800.000 ha. Rồi con Kawasaki này, tình trạng thiếu đồ cồi, ta lái bi công ha. Máy thì em đã làm lửa rồi, bao hơi lửa cho mình ha. Về vệ sinh được con là chạy. Bình xăng chứa thì có tình trạng hơi bị gãn nứt. Bán cho mình 1 triệu ha. Rồi em bán cho mình con ngoài này nè, 300 nè. 300 ngàn ha. Cho con Kawasaki. Hơi ok. Bán cho mình về mình yêu khoa học, mình dọc phá rồi ha. 300 ngàn. 300 ngàn một con máy cắt cỏ ha. Mờ quá. Rồi ok. Thì cuối clip thì em gửi lời chúc sức khỏe đến cô chú anh chị mình đã xem clip em nãy giờ ha. Địa chỉ của em thì em ở ấp An Thạnh, xã Minh Bắc, huyện Bình Thượng, tỉnh Kiên Giang nha cô chú anh chị. Đây đây đây, em quay lên địa chỉ mình luôn ha. Chỗ cửa hàng em thì có bán xe đạp điện, bán đủ thứ chứ nha. Em quay lên địa chỉ của em đây ha. Trường An ha, xe điện Trường An ha. Xe điện Trường An nhưng mà bán mấy cái cỏ này đủ nha cô chú anh chị. Nè. Địa chỉ đó em đây nè. Đây nè, em quay tổng thể sơ bộ cái địa chỉ của em đây ha. Để cô chú anh chị mình hỏi em hoài. Vòng vòng này bản của em không rồi nghe. Ở Trường An đó nữa kìa. Ở dưới kia cũng Trường An nữa kìa. Rồi, xe điện nữa ha cô chú anh chị. Rồi trong đó là máy cắt cỏ em còn nhiều lắm nha. Máy cắt cỏ, máy bơm. Thôi, chào cô chú anh chị mình ha. Em kết thúc video tại đây nha.